Bạn đang coi đá banh mùa dịch nha các bạn. Đứng góc làm theo. Ngoài sân ruộng luôn. Cảnh hoàng hôn đẹp quá. Chơi đi. Nó bị gì vậy? Nó đá gốc gà hả? Chồng mình lên đá thì sao, ba nhớ đi. Đó không có đổi cho ba nhớ thôi. Đứng cơ.
đến 10